À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2. Nào, trong ba hình dưới đây, hình nào có? Quan sát lên trên bảng của cô có ba hình, hình 1, hình 2 và hình 3. Đề bài hỏi là hình nào có 4 cạnh và 3 góc? 4 cạnh và 3 góc. Thì trong này cô thấy hình số 1, hình số 2, hình số 3, hình nào cũng có 4 cạnh rồi. Đúng không nào? Hình số 1 này có 1, 2, 3, 4 góc. Hình số 2 cũng vậy, hình số 3 cũng vậy. Vậy thì đương nhiên là mỗi hình này thì hình nào cũng phải có 3 góc rồi, đúng không nào? Nó còn có nhiều hơn, có tận 4 góc. Cho nên là đối với câu hỏi đầu tiên, người ta hỏi trong 3 hình dưới đây hình nào có 4 cạnh và 3 góc, thì đây sẽ trả lời là cả 3 hình. Cả 3 hình đều thỏa mãn 4 cạnh và 3 góc, đúng không nào? Hình nào có 2 cặp cạnh đối diện song song? Nào, có 2 cặp cạnh nhé, 2 cặp cạnh. Bây giờ quan sát về hình số 1 cho cô. À, ở hình số 1 cô thấy này, đây là một cặp, cặp này đối diện nhau và song song với nhau. Bên này thì sao? À, hai cạnh này cũng đối diện và song song với nhau. Vậy hình số 1 thỏa mãn có 2 cặp cạnh đối diện song song. Hình số 2 nào? Đây, một cạnh trên, một cạnh dưới song song với nhau. Hai cạnh bên này cũng song song với nhau, đối diện nhau, được chưa nào? Vậy thì hình số 2 cũng thỏa mãn là có 2 cặp cạnh đối diện song song. Thế là hình số 3. Hình số 3 thì đây cô nhìn thấy có một cặp rồi này, đối diện song song này. Thế còn cạnh này sao? À, hai cạnh này lại không song song với nhau. Vậy hình này chỉ có một cặp cạnh đối diện song song thôi. Thế thì ở câu hỏi số 2, chúng ta tìm được hai hình, đó là hình 1 và 2. Thỏa mãn, đúng không nào? Hình nào chỉ có một cặp cạnh đối diện song song? À, đây là hình số 3 chúng ta vừa trả lời rồi, đúng không nào? Hình còn lại là hình số 3, chỉ có một cặp cạnh đối diện song song. Hình nào có 4 góc vuông? À, hình nào có 4 góc vuông thì chúng ta nhìn ngay ra đó là hình số 1, đúng không nào? Hình số 1 có 4 góc vuông. Còn lại thì hình số 2 và hình số 3 không thỏa mãn, đúng không nào? Đó, thì đây chính là bài tập số 2. Bài tập này thì chúng ta cũng đã xác định được khá là nhiều các kiến thức liên quan đến một hình, như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô bước sang bài tập tiếp theo nhé. Sau đây sẽ là bài tập cuối cùng của chúng mình, bài tập số 3. Nào, đề bài cho là hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông và cạnh bên nào vuông góc với hai đáy. Đây, quan sát lên trên bảng của cô có một hình thang. Hình thang này trông khá là đặc biệt, đúng không nào? Chúng ta thấy là gì? ABCD là một hình thang này, có hai cạnh đối diện song song đây, đúng không nào? Hai cạnh đáy. Thế thì chúng ta thấy là ở trong hình thang này người ta còn ký hiệu thêm cho cô hai góc vuông nữa. Hai góc vuông là góc tại đỉnh nào? Góc tại đỉnh A và góc tại đỉnh D, đúng không nào? Thế thì ở đây người ta hỏi là hình thang này có những góc nào là góc vuông, thì chúng ta có thể trả lời nhanh đó là gì? Hình thang ABCD có hai góc vuông đó là góc A và góc D, đúng không nào? Tiếp theo, cạnh bên nào vuông góc với hai đáy? Chúng ta xác định được là gì? Đáy là đáy AB và đáy DC, đúng không nào? Thế thì nhìn vào đây chúng ta thấy là có cạnh bên nào? Có hai cạnh bên là cạnh AD và cạnh BC, thì chúng ta nhìn thấy ngay là cạnh bên AD vuông góc với hai đáy, vì nó có ký hiệu vuông góc đây, vuông góc tại A và vuông góc tại D, đúng không nào? Vậy chúng ta trả lời luôn là cạnh bên AD vuông góc với hai đáy. Xong chưa nào? Và ở đây người ta có lưu ý đấy là gì?
Đối với một hình thang mà có một cạnh bên vuông góc với hai đáy thì người ta gọi đây là hình thang vuông nhá. Hình thang vuông, đây là một hình thang đặc biệt. Hình thang này có hai góc vuông và thỏa mãn điều kiện là cạnh bên vuông góc với hai đáy, và người ta gọi đây là một hình thang vuông. Các con nhớ chưa nào? Về nhà thì các con sẽ làm nốt cho cô bài tập còn lại trong sách giáo khoa, cũng như là ôn lại cho cô các kiến thức mà cô đã hướng dẫn trong bài ngày hôm nay, để chúng ta có thể nắm chắc các kiến thức liên quan đến hình thang nhé. Hẹn gặp lại chúng mình ở những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.